Em xin kính chào quý anh chị đã đến với kênh Trang Nhà Phố. Hiện tại em Trang đang đi trên quốc lộ 1A tại địa phận của thành phố Nha Trang nha quý anh chị. Và hôm nay em muốn giới thiệu tới quý anh chị một ngôi nhà cách quốc lộ 1A chỉ khoảng 300m thôi ạ. Ngôi nhà ở thôn Đắc Lộc của xã Vĩnh Phương của thành phố Nha Trang và sát với khu công nghiệp Đắc Lộc ạ. Và ngôi nhà hôm nay em đặc biệt dành riêng cho những quý anh chị đang làm việc tại khu công nghiệp Đắc Lộc, bởi vì khu công nghiệp Đắc Lộc này là một khu công nghiệp rất là lớn tại thành phố Nha Trang và lượng công nhân và làm việc tại đây rất là lớn nên là cái nhu cầu nhà ở đây cũng rất là nhiều. Vâng, và đây là cổng chào thôn văn hóa Đắc Lộc ạ. Và phía bên tay phải đó là trạm y tế ạ. Và tiếp theo cạnh ngay đây đó là trường tiểu học Vĩnh Phương 2 ạ. Trên cung đường này đi vào ngôi nhà chỉ khoảng 300m thôi ạ. Và có rất là nhiều các tiện ích từ trạm y tế đến trường tiểu học. Và tiếp theo là đến chợ cũng gần ngay đây. Ngôi nhà sát với khu công nghiệp và sát với các tiện ích nên là rất là thuận tiện khi mà chúng ta về đây định cư ở sinh sống ạ. Đặc biệt phù hợp với những anh chị đang làm tại khu công nghiệp Đắc Lộc này nha quý anh chị. Vâng, và đây là con đường mà em mới vừa đi rẽ từ quốc lộ 1A đi vào đấy ạ. Từ đây mà ra quốc lộ 1A thì chỉ khoảng 300m thôi ạ. Và ngôi nhà hôm nay em muốn giới thiệu tới quý anh chị là sẽ rẽ vào một cái hẻm ở đây. Trên cái hẻm sẽ có chữ Thiên Hương Cắt Tóc Gội Đầu đấy ạ, làm móng đấy ạ. Chính là cái bảng dẫn vào ngôi nhà mà anh chị đang ở, đứng từ đây có thể nhìn rõ được ngôi nhà phía xa xa đấy ạ. Ngôi nhà cách đây khoảng độ 30m thôi ạ. Bây giờ cái mặt tiền phía bên ngoài này cũng khá là rộng. Bên ngoài đường này là có thể để ô tô, xe hai ô tô né nhau và đi thoải mái luôn. Và khu vực đây thì cũng là kinh doanh khá là sầm uất luôn nha quý anh chị. Bây giờ em sẽ dẫn quý anh chị đi vào phía bên trong nha. Thực sự là cái anh chủ nhà này, anh ấy muốn về Đà Lạt để tiếp nối cái nghề nghiệp trồng hoa của bố mẹ anh chị ấy. Bởi vì là bây giờ bố mẹ cũng đã lớn tuổi rồi nên là buộc lòng là anh phải bán cái ngôi nhà này đi. Thực sự là anh cũng đang rất là thích ở đây, nhưng thuận lợi cho cả cái việc công việc của anh chị. Anh chị mở quán ở phía bên trong hẻm nhưng thực sự rất là đông khách. Trong hẻm này thì anh chị mở quán cắt tóc gội đầu, làm cả làm nail nữa. Vâng, và đây là ngôi nhà mà em muốn giới thiệu tới quý anh chị đấy ạ. Nhưng mà vì lý do đặc biệt như thế nên là anh mới phải bán đi để chuyển về lại Đà Lạt với một cái giá rất là rẻ. Một ngôi nhà 96m², đất hai mặt tiền. Mặc dù là hẻm nhưng mà cũng là hai mặt tiền nha quý anh chị. Đây, hiện tại phía bên trong nhà nhìn rất là rộng, 96m² ạ. Mà giá hiện tại thì anh chị đang để lại một cái giá rất là tốt, đó chỉ là 1.5 tỷ thôi nha quý anh chị. Đây là khu vực mà anh chị làm việc, quán cắt tóc gội đầu và làm nail ạ. Và bây giờ thì em sẽ mở cái Google Map lên cho quý anh chị có thể hình dung được vị trí ngôi nhà sát với khu công nghiệp Đắc Lộc rất là lớn tại thành phố Nha Trang. Ngôi nhà là cái chấm màu xanh đấy ạ, vị trí thả ghim đấy ạ. Và xung quanh đây thì gần sát với các trường mầm non, các trường tiểu học, nhà văn hóa hay là cái trạm y tế, chợ. Nói chung là các cái tiện ích đi kèm rất là thuận tiện ạ. Đặc biệt là dành riêng cho anh chị nào đang làm việc tại cụm công nghiệp Đắc Lộc này, thì khi mình sinh sống ở đây di chuyển đến công ty đi làm rất là thuận tiện luôn ạ. Và cái giá mà anh chủ nhà đang bán rất là tốt, chỉ 1,5 tỷ đồng thôi là có thể có nhà và có cả nội thất rồi. Anh chị chỉ dọn sơ qua một chút quần áo và mang về Đà Lạt thôi ạ. Và sang tháng là anh chị đã chuyển về Đà Lạt rồi, vì thế nên là rất là cần bán gấp ạ. Anh chị nào quan tâm thì xin hãy liên hệ cho em Trang theo số điện thoại em để trên màn hình nhé. Đây ạ, từ khu vực cái nhà mà đi ra quốc lộ 1A rất là gần ạ. Và cả nằm ở khu vực phía tây bắc của thành phố Nha Trang nha quý anh chị. Từ đây mà đi vào trung tâm thành phố Nha Trang, sẽ đi lên trên phía Vĩnh Hải rồi đi vào thì chắc tầm khoảng 5 đến 7 cây ạ là sẽ đi vào được trung tâm. Vâng, và bây giờ em sẽ quay vào chi tiết bên trong ngôi nhà cho quý anh chị xem kỹ hơn nha. Đây là khu vực phòng khách, anh chị có để một bộ ghế
Ở đây một cái bộ ghế gỗ và một cái quạt trần rất là mát ạ. Ở trong ngôi nhà này rất là mát luôn nha quý anh chị. Tiếp theo đây là một cái phòng. Khu vực này thì hiện tại thì anh chị đang để quần áo và để xe. Quý anh chị có thể làm phòng thờ ở khu vực này cũng được. Tiếp theo đây là một cái phòng ngủ phía dưới tầng 1. Thì các bé đang ở bên trong này nên em cũng không tiện quay ạ. Em chỉ quay qua vậy thôi. Tiếp theo đấy là khu vực không gian phòng bếp thì chị đang nấu ăn. Đồ đạc trên trong phòng thì cũng rất là nhiều bởi vì là chị đang nấu. Tiếp theo đây là phòng vệ sinh ạ. Phòng vệ sinh cũng rất là rộng, trong thì đầy đủ các cái trang thiết bị, có cả quạt ạ. Rất là mát luôn nha quý anh chị. Và bây giờ thì ở khu vực phía dưới này thì còn có thêm một đường luồn ạ. Rất là tiện để đi lại nha quý anh chị. Tiếp theo đây là khu vực tầng thứ trên. Trên này cũng có hai phòng ngủ. Ở phòng này thì anh chị đang không ở, không dùng đến nên là để đồ đạc gọn gàng như thế. Còn hiện tại đang dùng phòng bên này đây nha quý anh chị. Trong phòng thì cũng có đầy đủ các trang thiết bị, nhà vệ sinh, rồi giường, tủ, điều hòa, các cái đầy đủ luôn nha quý anh chị. Và bây giờ thì em sẽ quay cái hình sổ đỏ cho anh chị có thể nhìn rõ hơn. Sổ đỏ này là của năm 2018 nha quý anh chị. Trên sổ đỏ có thể hiện rõ cái vị trí ngôi nhà, vị trí thửa đất tại thôn Đắc Lộc của xã Vĩnh Phương và có diện tích là 96,5 m². Và trên đấy cũng có ghi rõ là có đất ở nông thôn là 65 m, còn lại là đất trồng cây lâu năm. Thì hiện tại ngôi nhà anh chị cũng chỉ xây dựng trong diện tích là 65 m thôi ạ. Và đây là cái hình vẽ tổng quan của ngôi nhà. Ngôi nhà hiện tại đang có hướng chính là hướng Tây Nam ạ. Và hiện tại thì mảnh đất đang là hai mặt tiền và có một cái đường hẻm quy hoạch phía sau nữa, là tương lai là sẽ lên 3 mặt tiền nha quý anh chị. Một hẻm phía trước nhà là rộng 3 m, hẻm phía bên hông là rộng 2 m rưỡi, và tương lai hẻm đằng sau lưng của nhà kia cũng là rộng 3 m. Thì sau này sẽ là một cái ngôi nhà kinh doanh rất là tiềm năng nha quý anh chị. Vâng, đây là một cái view nhìn từ phía trên ban công phía tầng 2 của ngôi nhà nhìn ra. Xung quanh đây nhà rất là khang trang và rất là nhiều nhà mọc lên ạ. Nhìn một khung cảnh rất là mát mắt, nhìn núi xa xa kia rất là mát mắt luôn nha quý anh chị. Quý anh chị quan tâm muốn về đây định cư với một cái giá rất là rẻ, xin hãy liên hệ cho em Trang theo số điện thoại 0981 881 499. Em cảm ơn quý anh chị đã theo dõi hết video của em. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo nhé.